phân tích hình ảnh nữ thanh niên xung phong trong những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là cây bút chuyên về truyện ngắn. Trong chiến tranh, các tác phẩm của chị viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trên tuyến đường Trường Sơn. Tiêu biểu là truyện ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi, ra đời năm 1971 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt. Đây là tác phẩm đầu tay của chị, chuyện kể về ba nữ thanh niên xung phong trong tổ trinh sát phá bom trên một cao điểm Trường Sơn. Họ luôn phải sống trong gian khổ, nhiệm vụ khiến họ phải đối mặt với cái chết. Vậy mà họ vẫn hồn nhiên, trong sáng, dũng cảm và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trước hết, hoàn cảnh sống, chiến đấu nơi tuyến lửa đã gắn bó nhau thành một khối. Họ ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữa một vùng trọng điểm, tức là nơi tập trung nhất bom đạn và sự nguy hiểm ác liệt. Nơi ở của họ có biết bao thương tích, đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Chỉ với vài chi tiết miêu tả cũng đủ khiến người đọc hình dung được cuộc sống ở nơi đây đang bị hủy diệt tàn khốc. Hoàn cảnh sống của ba nữ thanh niên xung phong khiến ta liên tưởng đến hoàn cảnh sống và chiến đấu của những chiến sĩ lái xe mà ta bắt gặp trong thơ của Phạm Tiến Duật. Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật bom rung kính vỡ đi rồi. Không những thế, công việc của họ lại càng ngày càng nguy hiểm. Họ phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình dưới con mắt cú vọ của giặc Mỹ. Sau mỗi trận bom, họ phải lao ra trọng điểm để đo khối lượng đất đá san lấp mặt đường, đánh dấu vị trí những quả bom chưa nổ, nếu cần thiết thì phá bom. Đó là một công việc nguy hiểm, có khi cận kề với cái chết. Thần chết là một tay không thích đùa, hắn ta lần trong ruột của những quả bom. Làm công việc ấy, thần kinh ta luôn căng thẳng, đòi hỏi phải có lòng dũng cảm và sự bình tĩnh. Có ở đâu như thế này không, thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp nhịp điệu. Xung quanh có nhiều quả bom chưa nổ, nó có thể nổ bây giờ, có thể nổ chốc nữa, nhưng nhất định sẽ nổ. Có thể nói công việc vô cùng nguy hiểm, nhưng với các cô thì đây là việc hết sức bình thường. Chính trong hoàn cảnh gian khổ ác liệt ấy, những phẩm chất đáng quý của các cô gái dần được bộc lộ. Trước hết, họ đều có những phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên xung phong ở tuyến đường Trường Sơn. Đó là tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ và lòng dũng cảm không sợ hy sinh. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, họ phải lên đường, và khi đã lên đường là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với họ, những ai phải ngồi trực điện thoại trong hang là một cực hình. Có bao nhiêu trái bom chưa nổ, họ không cần ai giúp mà phân công nhau phá cho hết. Tôi một quả bom trên đồi, Nho hai quả bom dưới lòng đường, chị Thao một quả dưới chân cái hầm barrier cũ. Đặc biệt, tinh thần dũng cảm của các cô gái trẻ được bộc lộ rõ nét trong những lần phá bom. Mặc dù không phải đối mặt trực tiếp với kẻ thù, nhưng các cô phải đối mặt với thần chết do kẻ thù ném bom xuống. Trong những lúc như vậy, họ đã suy nghĩ và làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiến thắng thần chết. Bản thân vốn là nữ thanh niên xung phong nên Lê Minh Khuê tỏ ra am hiểu sâu sắc, miêu tả cụ thể, tinh tế đến từng cảm giác, ý nghĩ của ba nữ thanh niên xung phong trong chuyện. Nhất là Phương Định, trong một lần phá bom, một mình Phương Định phá quả bom trên đồi, quang cảnh vắng lặng đến phát sợ. Lẽ ra Phương Định phải đi khom người, nhưng sợ các anh cao xa có cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm nhìn, nhìn thấy từng hành động cử chỉ của mình, nên Phương Định cứ đàng hoàng mà bước tới. Và thế là lòng dũng cảm của cô đã được kích thích bằng sự tự trọng. Khi đến gần quả bom, từng cảm giác của cô cũng trở nên sắc nhọn hơn. Cô bình tĩnh trong các thao tác chạy đua với quả bom. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào vỏ bom một tiếng động sắc, đến gai người, cứ cứa vào da thịt tôi. Tôi dùng mình và bỗng thấy mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí, vỏ quả bom nóng một dấu hiệu chẳng lành. Thế nhưng Phương Định vẫn không hề rút tay, vẫn tiếp tục công việc. Tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào châm ngòi, dây mìn dài cong mềm. Tôi cuốc đất rồi chạy vào chỗ ẩn nấp của mình. Cuối cùng là cảm giác căng thẳng chờ đợi tiếng nổ của quả bom. Điều đáng chú ý là công việc khủng khiếp không chỉ diễn ra một lần trong ngày mà nó diễn ra thường xuyên. Quen rồi, một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít cũng 3 lần. Những lúc phá bom, Phương Định có nghĩ đến cái chết, nhưng đó chỉ là một cái chết mờ nhạt, không cụ thể.
cái chính là bom có nổ hay không. Đó chính là tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, là lòng quả cảm vô song. Một ngày trong những năm tháng Trường Sơn của các cô là như vậy. Những trang sử Trường Sơn không thể quên đi một ngày như thế. Không chỉ có lòng dũng cảm trong công việc, họ còn gắn bó với nhau trong tình đồng đội. Điều này được thể hiện sâu sắc trong một lần phá bom. Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã chăm sóc cho Nho như một người em gái. Phương Định: tôi bế Nho lên, rửa vết thương cho Nho bằng nước đun sôi, tiêm thuốc cho Nho. Còn chị Thao lo cuống cuồng. Không chỉ vậy, với Phương Định, mỗi lần đồng đội đi làm nhiệm vụ ở cao điểm là cô lo lắng và căng thẳng. Đặc biệt, cô dành tình cảm yêu mến không phục những chiến sĩ hàng đêm cô gặp trên con đường ra mặt trận. Đối với cô, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm, cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ. Mang vẻ đẹp của những chiến sĩ thanh niên xung phong, ở họ còn có những nét chung rất đáng yêu của những cô gái trẻ dễ cảm xúc, mơ mộng, trong sáng. Họ thích làm đẹp cho cuộc sống của mình ngay trong hoàn cảnh ác liệt. Nhỏ thích ăn kẹo, chị Thảo thích chép bài hát, thích thêu thùa. Còn Phương Định thích ngắm mắt mình trong gương và ngồi bó gối mơ màng. Và chỉ cần mưa đá thoáng qua cũng khiến họ vui thích cuống cuồng. Những niềm vui của con trẻ, những cảm xúc hồn nhiên ấy như nguồn sống, như điểm tựa giúp họ thêm vững vàng để họ vượt qua những khó khăn gian khổ. Dù sống trong một tập thể nhỏ rất gắn bó với nhau, nhưng mỗi người vẫn có một nét cá tính. Nhỏ có nét trẻ trung xinh xắn, trông nó mát mẻ như một que kem trắng, đồng thời cũng rất hồn nhiên. Nhỏ thích tắm suối, dù biết khúc suối ấy đang có bom nổ chậm. Hồn nhiên nhưng cô vẫn rất kiên định dũng cảm. Khi Nhỏ bị thương không hề rên la, không muốn đồng đội phải lo lắng cho mình. Còn Phương Định là một cô gái thành phố rất nhạy cảm và hay quan tâm đến hình thức của mình. Đặc biệt, cô thường sống với những kỷ niệm. Vì thế, khi trận mưa đá thoáng qua là tất cả những kỷ niệm về gia đình, về thành phố thân yêu sống dậy trong lòng cô một cách say sưa tràn đầy. Cuối cùng, chị Thao là đội trưởng từng trải hơn, không còn hồn nhiên như hai người đồng đội, nhưng cũng không thiếu những khát khao, những rung động tuổi trẻ. Chị chiến đấu dũng cảm nhưng lại rất sợ khi nhìn thấy máu, thấy vắt. Những nét riêng đó làm cho nhân vật hiện lên một cách sống động và đáng yêu hơn. Có thể nói ngòi bút của Lê Minh Khuê rất thành công trong việc làm nổi bật vẻ đẹp của những thanh niên xung phong. Điều đầu tiên là tác giả đã chọn một trong ba nhân vật là Phương Định kể lại câu chuyện, làm cho nó vừa chân thật nhưng cũng hết sức khách quan. Đặc biệt là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật rất xuất sắc. Như vậy, bằng việc chọn ngôi kể thứ nhất, khắc họa nhân vật qua lời nói, hành động, đồng thời sự am hiểu tâm lý nhân vật, Lê Minh Khuê đã khắc họa tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và tính cách của Nho, Phương Định và chị Thao, những nữ thanh niên trong truyện, những ngôi sao xa xôi. Qua họ, Lê Minh Khuê đã giúp người đọc hình dung rõ vẻ đẹp của thế hệ trẻ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Họ sống chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, nhưng vô cùng lạc quan, dũng cảm. Họ tiêu biểu cho thế hệ thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.